Chị Loan ơi, chị Loan ơi, cho mẹ ấy luôn. Do cách xây của mình á, cái kiểu xây nhà anh sai hay là họ sai rồi? Họ xây mà em sửa. À, rộng bao nhiêu? 150. Ồ, rộng ghê hả? Này thì nó 7 tỷ hả? Mua 7 sữa 3, 10, chục. Sữa 3 là nhiều lắm á. Thì giống làm lại hết mà chị. Giống như cái này, họ chứ họ có sẵn là cái xào thôi hả? Thế là nhà cũ vậy. Nhưng mà cái làm... khung như đây, cái khung như đây. Em làm lại hết. Được mấy phòng bé? À, đây là đây này là ba phòng nè, ba phòng làm. Còn hôm nay là phòng lớn, còn phòng ngủ thì một phòng cũ ở dưới nữa, rồi trên đầu phòng đó tầng ba nữa hả? Chị bị mụn. Nhưng mà lần đầu tiên ngay chỗ quanh miệng nổi nè, lần đầu tiên luôn á. Buổi trưa là em có làm em? Dạ có, làm luôn trưa chị. Cái mụn này ăn quanh miệng này ngứa là đúng rồi. Ngứa rồi. Trăm rưỡi. Định làm cái kia cho cô mà chắc cô đau quá rồi, thôi đợi được sao đi. Nó tuần nữa qua lại chứ không là... mà đau hơn bữa nhiều. Đau hơn bữa nhiều lắm. Dạ.
chị này lâu lắm rồi mới nặng nè. Để mụn mà ta nói giờ đang giờ đi nói ông cô cũng kêu chuyển cái địa chỉ của cô Hoàng Diệu cho mạng mà quét mà tự nên tìm đi hết rồi nhát à. Hả? Lười đi à. À thế xong rồi thao chừng nước với lại mỗi lần đi nghỉ buổi này nhiều việc á nghỉ không được nữa. Trừ tới cái mặt nó không kìa cái chị để ghê thiệt luôn á. Cái thằng này cô cũng kêu mẹ là không có thương bản thân. Nói đúng rồi gì nữa. Cô chuyển mới xuống em đó. Thấy không có mụn mà răng xuống. Không có mấy hồn bản thân thầm còn ghét không xuống rồi. Con trai mà con rớt nè. À. À hai thằng cô chị á, là tự nhiên đem chăm sóc bản thân ghê đó. Sẽ kiên ca túi bốn bước rồi sẽ tùm lum. Còn mẹ chẳng làm gì trời. À có hai thằng mới lớp cấp 2 chứ mấy. Thằng cấp 3, cấp 3. Trời trời một cái gì nó kêu cũng vì gì hư cái mũi luôn. Dạ gì mặn khô. Ừ. Khô mặn khô kinh dị luôn. Ủa mà con Trang khỏe rồi hả? Không thấy hả? Em đâu?
ra mà đau là nhìn mắt và sưng húp luôn.